triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn bằng xe luồng xanh sau nhiều tháng đeo bám thu thập chứng cứ với quyết tâm bóc gỡ triệt phá bằng được đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về khu vực miền trung rồi đưa vào đồng nai thành phố hồ chí minh và các tỉnh đồng bằng sông cửu long để tiêu thụ ngày 30 tháng 9 công an tỉnh đồng nai đã quyết định phá án ngay sau mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 9 trên tuyến quốc lộ 1a đoạn qua địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc Lực lượng phối hợp của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an huyện Xuân Lộc cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô của hai đối tượng cầm đầu trong đường dây thu giữ 43 kg ma túy đá. Lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra tăng vật. Mặc dù các xe ô tô này được chúng lợi dụng luồng xanh trong thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nhưng các đối tượng đã không qua mắt được lực lượng công an. Đấu tranh khai thác nhanh tại chỗ, lực lượng phá án đã bắt giữ thêm 6 đối tượng khác trong đường dây ma túy này. Khám xét nơi cư trú của các đối tượng, công an thu giữ thêm hơn 7 kg ma túy đá cùng nhiều hàng nóng là một khẩu súng quân dụng, 10 viên đạn, một quả lựu đạn cùng nhiều tăng vật khác. Đây là số lượng ma túy thu giữ lớn nhất trong một vụ án mà công an tỉnh Đồng Nai triệt phá từ trước đến nay. Giám đốc công an tỉnh, thiếu tướng Vũ Hồng Văn khẳng định nếu không quyết tâm chặt đứt đường dây ma túy này, hậu quả gây ra đối với xã hội về tệ nạn ma túy đối với thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam sẽ rất lớn. Thông tin bước đầu về vụ việc ngay tại hiện trường vụ án, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là đường dây mua bán ma túy được vận chuyển từ nước ngoài vào tiêu thụ tại Việt Nam hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi để đối phó với công an. Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết, qua nắm tình hình thì đường dây này hoạt động rất tinh vi và chúng luôn thủ sẵn những loại vũ khí nguy hiểm trong quá trình mua bán, vận chuyển ma túy đã với số lượng lớn. Do đó Công tác trinh sát và bố trí lực lượng để triệt phá chuyên án này phải được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ để đảm bảo yêu cầu đặt ra là vừa tóm gọn được các đối tượng, vừa thu giữ tang vật đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Lãnh đạo huyện Xuân Lộc động viên, chúc mừng lực lượng phá án. Nhóm đối tượng này được xác định là đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phương thức hoạt động của chúng cũng hết sức tinh vi, liều lĩnh, manh động, sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an có mặt tại hiện trường thiếu tướng vũ hồng văn và đại tá nguyễn ngọc quang phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã biểu dương tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp mạnh với tội phạm ma túy của các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai và công an huyện xuân lộc số ma túy thu giữ từ xe tải luồng xanh đồng thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng liên quan còn lại và thu giữ tăng vật bí thư huyện ủy xuân lộc ông viên hồng tiến và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện xuân lộc nguyễn thị cát tiên cũng đã đến hiện trường để động viên Chúc mừng lực lượng tham gia phá án. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.